日本はとっても寒いです。Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học lần trước, tức là bài 25, thì chúng ta đã học về tính từ rồi đúng không? Tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Như các bạn thấy ở đây, tính từ đuôi y thì nó kết thúc bằng chữ y này đúng không? Ok, kết thúc bằng chữ y. Hoặc là và tính từ đuôi na thì nó kết thúc bằng chữ na đúng không? Tuy nhiên trong mẫu câu mà chúng ta đã học lần trước thì tính từ đuôi na nó không xuất hiện chữ na này đúng không? Ví dụ như là Inaka wa shizuka desu thì nó không có chữ na này đúng không? Trong mẫu câu đấy thì chữ na sẽ bị lược bỏ đi nhá. Vậy thì chữ na sẽ xuất hiện khi nào? Đó là khi nó đứng trước danh từ. Ok, đứng trước danh từ. Khi mà nó không xuất hiện nhá thì có một vài cái tính từ nó cũng kết thúc bằng đuôi y này, các bạn thấy này. Kire hay là yume. Yume cũng kết thúc bằng đuôi y nhưng mà thực chất nó là tính từ đuôi na. Cái số lượng này rất là ít thôi nên các bạn chỉ cần nhớ là được. Kire, kire na, yume na. Ok. Và khi mà đứng trước danh từ thì nó sẽ phải thêm na vào. Mẫu ví dụ cụ thể như sau đây. Khi mà đứng trước danh từ thì nó bổ nghĩa cho danh từ. Ví dụ tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y này. Ok. Omoshiroi eiga, tức là bộ phim thú vị đúng không? Chúng ta phải dịch là bộ phim thú vị. Tsumaranai jugyo, tức là giờ học chán ngấy hay là giờ học không hay gì cả. Ok, tsumaranai jugyo. Kibishii sensei, tức là thầy giáo nghiêm khắc. Yasashii hito, tức là người hiền lành. Atsui kuni, atsui kuni, là đất nước nóng. Hay là samui tokoro, nơi lạnh lẽo. Hay là takai kabang, cái cặp đắt. Hay là yasui hong, là quyển sách rẻ. Nếu mà tính từ đuôi na thì nó chúng ta phải thêm na vào đúng không? Ví dụ chúng ta có những cái ví dụ đây, kire na onnanoko, yume na hayu. Onnanoko là người con gái nhá, người con gái đẹp. Hayu tức là người diễn viên, người diễn viên nổi tiếng. Jozu na gakuse, người học sinh giỏi đúng không? Jozu na gakuse. Niyaka na machi, thành phố náo nhiệt, ồn ào đúng không? Shizuka na gakko, trường học yên tĩnh. Genki na ko, genki na ko, tức là đứa trẻ khỏe mạnh đúng không? Hima na jikan, thời gian rảnh, thời gian rỗi. Suteki na jose, tức là người đàn bà tuyệt vời. Sakura wa kirei na hana desu. Fujisan wa takai yama desu. Chúng ta đi đến phần tiếp theo, đó là phần phủ định của tính từ đuôi y và na. Phủ định của tính từ đuôi y thì chúng ta bỏ y cộng với lại cự nai. Ok, đây các bạn thấy này, chữ y, tất cả chữ y đều biến mất đúng không, và chúng ta thêm cự nai. Ví dụ như là omoshiro cự nai, kibishii cự nai, yasashii cự nai, atsu cự nai, samu cự nai, taka cự nai, yasu cự nai. Ok, tính từ đuôi na thì chúng ta bỏ na đi, chúng ta bỏ na đi và thêm dạ arimasen đó. Hay là dạ này, nói ngắn đi đúng không? Hay là dewa arimasen, dewa này. Kire za arimasen, yume za nai, zozu dewa arimasen, niyaka dewa nai. Boku wa yume za arimasen, sensei wa shinsetsu za nai, boku wa genki za arimasen, kyou wa hima za nai, hamster wa okiku arimasen, zou wa chiisaku nai. Kore wa atarashiku arimasen, kore wa furuku nai. Ok, chúng ta đi đến với những từ bổ nghĩa trong câu. Ví dụ như là amari, tức là lắm, totemo hay là totemo. Ok, có hai cách đọc. Totemo, totemo, tức là trong văn nói thì họ sẽ hay nói như vậy. Và amari thì đi với cự nai nhá. Ok, hay là za arimasen nhá, tức là phủ định của tính từ đuôi na đấy. Amari omoshiro cự nai, tức là không thú vị lắm. Ok, hay là amari atsuku nai, không nóng lắm. Hay là amari samuku nai, tức là không lạnh
lắm, không lạnh lắm. Amari jozu za arimasen, tức là không giỏi lắm. À, trong những cái mẫu câu này nhá, cự nai này chúng ta có thể ghép cái danh từ vào phía sau này. Ví dụ như amari omoshiroku nai eiga, tức là bộ phim không thú vị cho lắm. Amari omoshiroku nai eiga desu ne. Amari omoshiroku nai eiga desu ne. Totemo hay là totemo thì chúng ta ghép với những cái tính từ ở dạng khẳng định, đúng không? Và chúng ta cũng có thể đưa danh từ vào trong câu cũng được. Ví dụ như là totemo kirei na onna no ko, người con gái rất là đẹp. Totemo kirei na onna no ko. Hay là totemo yume na haiyu, haiyu, người diễn viên rất nổi tiếng. Ok. Vietnam wa ima samui desu ka? Nihon wa totemo samui desu. Boku wa amari samuku nai desu. Và cuối cùng trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn ba từ mới rất là đặc biệt, đúng không? Nó thường hay sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Những cái từ này thì trong văn viết họ không nói đâu, nhưng mà trong văn nói thì họ nói nhiều. Đó là từ chô, chô, hay là mecha, hay là suge. Nó tương đương với là totemo, tức là rất. Mình có thể dịch là khủng khiếp, hay là đắt vãi, hay là cái gì đó tùy các bạn. Ví dụ như chô moshiroi, cái đấy hay khủng khiếp. Mecha kawaii, mecha kawaii, tức là dễ thương vãi. Mecha kawaii, ano ko wa mecha kawaii, tức là con bé đó dễ thương vãi. Hay là suge takai, suge takai, tức là này đắt vãi, đúng không? Kono hon te suge takai, quyển sách này đắt vãi. Hay là chou ikemen, đẹp trai vãi, đúng không? Ano ito wa chou ikemen. Okay. Hay là chou kantan, cái này dễ vãi, đúng không? Kono shiken wa chou kantan, tức là kỳ thi này thì đơn giản vãi. Vâng, bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì ấn like và đừng quên subscribe nhé. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video clip mới.